Tại sao mình đăng bản bán nhà từ tháng 7 đến hiện nay vẫn chưa có hợp đồng và chưa có người xem? Đó là nỗi niềm lo lắng của một vài người khách mà Lâm Hồng Phượng đang giúp bán nhà, đăng bản bán nhà. Hiện giờ là những căn nhà đó đang trên thị trường nhưng mà không có người mua. Thì Lâm Phượng làm cái video đây để mà giải thích cho tất cả các bạn nào mà đang có nhà trên thị trường và không có người mua. Xin trấn an cho tất cả các bạn là các bạn không cần phải hoang mang hoặc lo lắng, tại vì đây là cái tình hình kinh tế chung của toàn cầu và toàn quốc. Nói chung là nếu mà các bạn có search trên cái Google hay là Zillow, Redfin, cái mạng mà để mà tìm nhà, thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều nhà, rất là nhiều nhà để trên thị trường nhưng nó không có động đậy gì hết, nó vẫn đứng một chỗ. Thì vì nhà hiện tại không bán được, người bán cũng lo lắng là nhà của họ sẽ bị xuống giá. Thì dĩ nhiên nhà đứng, nếu mà có khách để mà xem nhà mình thì họ sẽ trả giá, tại vì họ sẽ thấy là nhà của mình đang trên thị trường quá 2 tuần thì họ sẽ trả giá căn nhà của mình. Còn nói mà nhà đi xuống thì nhà sẽ không có xuống, tại vì nếu mà không bán được thì không có công ty nào mà thẩm định, mà so sánh trong vòng 1 tháng, trong vòng 6 tháng họ không thẩm định được cái căn nhà mình đã xuống giá. Tại vì họ khi họ thẩm định căn nhà thì họ sẽ dựa vào last sale, là cái last last show, là đã bán trong vòng 1 tháng hoặc 6 tháng, trong vòng một mao thì họ sẽ so sánh. Cho nên các bạn không cần phải lo lắng là nhà mình bị xuống giá, nhưng mà phải chuẩn bị tinh thần là nếu mà có người xem nhà của mình thì người mua sẽ trả giá. Và có vài cái yếu tố ảnh hưởng đến cái thị trường nhà đất hiện tại, và yếu tố rất là quan trọng tất cả mọi người chắc cũng đã biết, đây là mùa gì? Đây là mùa bầu cử. Thì thông thường ở nước Mỹ vào mùa bầu cử, dân chúng dường như là bị động, không nhúc nhích gì cả, không những về bất động sản, về nails, về những công việc khác cũng bị động, tại vì dân chúng không không biết là bầu cử sắp tới sẽ có tổng thống mới, cái tiền lãi như thế nào, thị trường kinh tế sẽ như thế nào, cái stock sẽ như thế nào. Cho nên mọi người đang bị động, không muốn làm gì hết. Đó là cái lý do rất là quan trọng mà những cái nhà trên thị trường không có ai đi xem. Nhưng mà có một cái tin vui, cái tin rất là tốt đối với thị trường bất động sản. Thì các bạn nào mà có theo dõi về cái tiền lãi, thì cái tiền lãi đã hạ xuống từ 7 chấm, thậm chí 7 chấm rưỡi xuống 6 chấm rưỡi hoặc 6 chấm 3 nếu mà các bạn nào có credit tốt. Đó là cái tin rất là vui. Và tin vui hơn nữa là tháng 9 này Fed sẽ tiếp tục giảm tiền lãi. Thì cho nên là các bạn nào mà đang lo lắng là không bán nhà được, tháng 9 này các bạn sẽ bán nhà được, sẽ có nhiều người vào xem nhà mình. Tại vì tiền lãi xuống thì người dân sẽ có khả năng để mà vay nợ ngân hàng nhiều hơn. Nói đến vay nợ ngân hàng thì các bạn nào đã mua nhà vào năm ngoái, năm 2023 và năm nay, lúc mà tiền lãi đang cao á, thì các bạn muốn refinance khi tiền lãi xuống, các bạn phải chuẩn bị giấy tờ thuế để mà refinance cho tiền lãi của mình nó giảm. Đối với các bạn nào mà lúc mua nhà mà có người khô sai sau này mình muốn refinance thì người khô sai đó không muốn khô sai cho mình nữa, cho nên mình phải chuẩn bị cái income của mình thật là tốt. Mình phải có thu nhập ổn định, thu nhập cao để mà mình refinance lại nếu mà người khô sai đó họ không đứng cho mình nữa. Cho nên mình phải chuẩn bị tinh thần để mình refinance. Thì tháng 9 tiền lãi sẽ xuống, và sau bầu cử hy vọng tiền lãi sẽ xuống nữa. Lúc đó thị trường bất động sản sẽ được phát triển và nhà bán sẽ bán chạy hơn. Thì hiện giờ nhà bán nhà trên thị trường rất là chậm, hiện giờ là buyer's market, nhưng mà không đến đổi như các bạn nghĩ là nhà mình đang hạ giá. Thật sự là nhà mình không hạ giá, nhà mình là đang đứng chứ không hạ giá.
Tại vì nếu mà không bán được thì làm gì để mà làm sao để mà so sánh, để mà biết là họ hạ giá. Chỉ có một cái là các bạn đang bán nhà và có người mua thì người mua họ sẽ trả giá. Nếu các bạn nào có thắc mắc hoặc câu hỏi gì liên quan đến bất động sản, xin đừng ngại liên lạc với Long Hoàng Phượng ở số 720-327-2500 trên màn hình. Long Hoàng Phượng làm việc 7 ngày một tuần, quý vị chỉ cần nhấc máy và nhắn gọi cho Long Hoàng Phượng thì Long Hoàng Phượng sẽ trả lời ngay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.